Xin chào các bạn, chúng ta lại đến với video tiếp theo trên kênh Đầu Tư 6.0 của Lê Văn Lực. Thì trong cái video tiếp theo của ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn đến với một cái trang tiếp thị liên kết có thể giúp chúng ta tạo được cái thu nhập thụ động 10 triệu Việt Nam đồng trên tháng. Đó là tiếp thị liên kết CPO trên AdFlex.vn. Đây là một cái mạng tiếp thị liên kết cũng đã có mặt tại Việt Nam khá là lâu rồi, đánh giá là rất tốt và đem lại cái nguồn thu nhập ổn định nếu bạn đầu tư đúng hướng. Và trong cái video của ngày hôm nay thì tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu về cái mạng tiếp thị liên kết AdFlex.vn, và nếu bạn chưa tham gia thì hãy tham gia vào ngay từ bây giờ. Đây là một cái mạng tiếp thị liên kết số 1 cho cộng tác viên của người Việt Nam. CPO là cái hình thức tiếp thị liên kết mà hoa hồng được tính trên mỗi cái đơn đặt hàng của khách hàng. Hoa hồng ở đây là cực cao, có thể lên đến 400.000 Việt Nam đồng cho một cái đơn hàng thành công, còn trung bình là từ 200 cho đến 300.000. Đặc biệt là chúng ta khi mà chúng ta đăng ký vào cái trang này thì chúng ta sẽ thấy được một cái giao diện rất là đơn giản và dễ sử dụng. Và đây là cách để chúng ta có thể đăng ký được cái tài khoản tại AdFlex.vn. Đây, để tham gia đăng ký tiếp thị liên kết thì chúng ta hãy truy cập vào cái đường link. Cái link này thì mình sẽ để ở dưới cái phần mô tả của video nhé. Chúng ta bấm vào đấy để chúng ta đăng ký cho nó tiện lợi. Khi chúng ta tìm ở trên mạng để đúng được cái địa chỉ này thì nó sẽ rất là mất công. Thì mình đã để sẵn cái link này dưới phần mô tả của video rồi. Chúng ta chỉ việc bấm vào đấy thôi. Sau khi chúng ta bấm vào cái đường link này thì nó sẽ dẫn chúng ta đến một cái trang để chúng ta đăng ký. Đây là đăng ký tài khoản đây. Đây tôi đồng ý với thỏa thuận hợp tác. Chúng ta bấm vào đây. Chúng ta có thể là đọc cái điều khoản kéo xuống để chúng ta đọc nhé. Rồi chúng ta bấm vào tiếp tục này. Tiếp theo là chúng ta sẽ điền cái thông tin tài khoản, họ và tên, nơi sống, tên tài khoản, số điện thoại, mail, mật khẩu, xác minh mật khẩu. Đây chúng ta điền tên vào đây. Nơi sống này, chúng ta lựa chọn cái khu vực. Đây là chúng ta có thể là miền Bắc, miền Trung, miền Nam, tùy thuộc vào cái địa điểm của các bạn nhé. Tên tài khoản. Điền mật khẩu này. Tài khoản Skype và giờ chúng ta điền cái link Facebook của chúng ta vào đây. Và sau đó chúng ta bấm vào tiếp tục này. Rồi tiếp theo, thông tin cái nguồn traffic mà bạn có, loại traffic mà bạn có là đến từ đâu, thì có thể là lấy luôn từ Facebook cũng được. Bạn đã từng sử dụng các nền tảng Affiliate nào? Cái này thì chúng ta có thể là đưa vào thông tin sau. Doanh thu bạn từng kiếm được trong một tháng. Những cái này mà nó không có cái dấu sao đỏ đây thì chúng ta có thể đăng ký thêm vào các thông tin sau cũng được nhé. Chúng ta bấm vào tiếp tục. Rồi bấm vào đây. Chọn tin nhắn. Ok đi. Ok. Rồi bấm vào hoàn thành. Đấy, như thế là ta đã đăng ký xong. Cái tài khoản của bạn đã được tạo. Để đăng nhập vào hệ thống, bạn vui lòng thực hiện hai bước là xác thực bằng cách truy cập vào mail đã đăng ký, liên hệ với tài khoản Skype để cung cấp các bằng chứng về nguồn traffic của bạn. Thì trước hết là chúng ta vào cái Bây giờ ta sẽ vào mail để chúng ta xác thực cái tài khoản này. Đây. Verify. Chào bạn, cảm ơn bạn đã đăng ký hệ thống AdFlex CPO. Đấy, Affiliate Marketing. Chúng ta bấm vào đây để chúng ta xác thực cái tài khoản mà chúng ta vừa mới đăng ký. Đấy, sau khi để xác nhận xác thực mail thành công rồi thì bây giờ là chúng ta để đăng nhập vào hệ thống, bạn vui lòng liên hệ với tài khoản Skype để cung cấp bằng chứng về nguồn traffic của bạn. Sau khi đã xác nhận thì bạn cần chờ duyệt yêu cầu tham gia hệ thống thì mới có thể đăng nhập được, và cái thời gian chờ đợi lâu nhất là 48 giờ kể từ lúc mà xác nhận mail. Trường hợp lâu quá mà chưa được duyệt thì bạn có thể liên hệ với AdFlex qua số điện thoại là 0969 981 231. Nếu quá 48 giờ mà tài khoản vẫn chưa được kích hoạt thì chúng ta sẽ liên hệ với cái số điện thoại này. Đấy, cách đăng ký cũng rất là đơn giản như thế thôi. Bây giờ cơ bản là chúng ta chờ 48 giờ để được duyệt nữa. Còn đây là cái tài khoản mà mình đã đăng ký thành công trước đó rồi. Bây giờ ta có thể vào để chúng ta xem qua. Đây. Đây là cái tài khoản mà mình đã đăng ký thành công. Thì chúng ta có thể xem qua như thế này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn sang đằng bên phía bên trái để xem cái thanh công cụ đây. Đây là các cái danh sách sản phẩm. Chúng ta bấm vào đây để xem các cái danh sách sản phẩm ở đây. Đây có rất nhiều các cái sản phẩm. Đây ví dụ như kem chống lão hóa, vào đây để chúng ta lấy cái link để chúng ta đi chia sẻ. Nếu mà chúng ta chia sẻ thành công, có một người mua cái sản phẩm này thì chúng ta sẽ được 379.000. Hoặc là hạ khang đường, chúng ta cũng vào đây để chúng ta lấy cái link chia sẻ. Nếu như chúng ta chia sẻ bán được thì chúng ta sẽ được 400.000 trên cái đơn hàng này. Ví dụ như tôi vào đây để chúng ta lấy link. Đây. Đây là chúng ta sẽ copy cái link này để chúng ta đi chia sẻ cho mọi người. Cái giá chia sẻ thành công của chúng ta là 400.000 đồng. Giờ chúng ta có thể copy cái link này đây. Copy. Đi chia sẻ. Chúng ta sẽ copy cái link này để đi chia sẻ. Đây, chúng ví dụ như đây. Đây. Giá gốc là 990.000. Còn là khuyến mại hấp dẫn chỉ còn là 650.000 Việt Nam đồng trên một hộp. Đấy, nếu như có người đặt hàng, mua hàng cái sản phẩm này thì chúng ta sẽ được 400.000. Đấy, đây là có một cái trang landing page rất là đẹp, rất là thu hút. Đấy, chúng ta chỉ việc là copy cái link chia sẻ của chúng ta để đi chia sẻ thôi. Nếu chúng ta chia sẻ thành công thì chúng ta sẽ được 400.000 đây. Đấy, rất là đơn giản. Đây, cái này là cái sản phẩm mà tôi vừa mới copy link để chúng ta đi chia sẻ đây. Và ta có thể vào cái phần tên tài khoản của chúng ta ở trên cái góc phải của màn hình phía trên để chúng ta vào để xác lập các cái thông tin thanh toán và cái thông tin cá nhân cho nó chính xác. Thì đây là một cái trang kiếm tiền rất là hay, có thể giúp các bạn tạo được một cái nguồn thu nhập từ 10 triệu trở lên nếu như mà chúng ta làm đúng cách mà tôi đã hướng dẫn. Còn cái phần để mà kiếm được nhiều tiền hơn nữa thì ở đây là tôi đã có một cái phần là hướng dẫn cách kiếm tiền với cái trang này. Thì phần này tôi sẽ để trên cái website của tôi. Thì chúng ta cũng xuống ở cái phần mô tả để chúng ta thấy cái website là Lê Lực kiếm tiền online. thì chúng ta sẽ bấm vào đó để tìm hiểu và đọc kỹ hơn lại cái bài viết này của tôi. Ok, như thế là tôi đã giới thiệu với các bạn xong một cái trang có thể giúp chúng ta kiếm được, tạo được một cái nguồn thu nhập thụ động 10 triệu Việt Nam đồng trên tháng. Và cũng chúc các bạn có thể kiếm được thật nhiều tiền từ cái kênh này. Và nếu như có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì, có thể để lại cái bình luận bên dưới của video, và tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video hướng dẫn tiếp theo trên kênh Đầu Tư 6.0 của Lê Văn Lực.